Hello, mình là Hằng đây. Mình là sinh viên K3 ngành quản trị kinh doanh tại trường cao đẳng quốc tế BTEC FPT, cơ sở Hà Nội. Và hôm nay mình làm cái video này dự định sẽ nói về một cái vấn đề mà được rất nhiều bạn quan tâm. Đó chính là việc học phí tại BTEC FPT có đắt hay không? Trước đây khi mà mọi người, bạn bè của mình biết được rằng là mình sẽ theo học tại BTEC FPT thì có một câu hỏi to đùng ra: nhà mày giàu lắm đúng không? Nhà mày nhiều tiền lắm đúng không? Tuy nhiên về phần học phí tại BTEC FPT liệu có đắt như lời đồn hay không? Khi mà bạn đánh giá về mức học phí của các trường thì bạn nên đặt ra một chỉ tiêu cũng như một tiêu chí để đánh giá. Ví dụ như các trường công với trường công, trường tư với trường tư và các trường quốc tế với trường quốc tế, hay như các trường có cùng hệ đào tạo giống nhau. Nhưng một số bạn đã tìm hiểu và biết được thì BTEC FPT là trường cao đẳng hệ quốc tế của FPT liên kết với Pearson của Anh Quốc. Khi học tại đây thì các bạn sẽ được cấp bằng BTEC S&D, bằng ngày thì được đánh giá khá nổi tiếng tại Anh Quốc và trên thị trường quốc tế. Vậy thì học phí chuyên ngành cũng như là học phí tiếng Anh tại BTEC FPT có mức giá như thế nào? Ba khối ngành chính đó chính là công nghệ thông tin quốc tế, kinh tế quốc tế, thiết kế đồ họa và mỹ thuật quốc tế. Đối với học phí của ba ngành này thì có mức giá ngang bằng nhau. Tuy nhiên về lý do địa lý vùng miền nên là cái phần học phí ở giữa các cơ sở sẽ có sự chênh lệch một chút. Cần Thơ và Đà Nẵng thì sẽ thấp hơn một chút so với ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Về cụ thể thì mức học phí tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì sẽ dao động khoảng 3.500.000 đồng một tháng, và học phí tại Đà Nẵng và Cần Thơ thì lại sẽ là 2.800.000 đồng một tháng. Về phần chi phí học tiếng Anh thì sẽ dao động từ khoảng 8 triệu đồng cho đến 10 triệu đồng tùy thuộc vào từng cơ sở. Thì về phần này có tất cả 5 level. Khi các bạn vào trường thì sẽ có một buổi test tiếng Anh đầu vào. Từ đấy thì sẽ đánh giá được mức học của bạn để phù hợp với level nào. Vậy tại sao mình nói rằng học phí tại BTEC FPT không hề đắt? Thứ nhất, chương trình đào tạo tại BTEC FPT được nhập khẩu hoàn toàn 100% từ Anh Quốc. Như mình đã nói ở trên ý, thì chương trình này thì khá nổi tiếng tại Anh và được quốc tế công nhận. Và nếu như ở Anh hay ở những quốc gia khác, bạn học chương trình BTEC S&D này thì với mức chi phí nó sẽ cao hơn việc bạn học BTEC S&D tại Việt Nam. Với cái thứ hai, đối với BTEC S&D level 5 bạn có thể dễ dàng đi tìm việc tại các công ty đa quốc gia. Và sau khi các bạn hoàn thành chương trình học thì các bạn có thể dễ dàng liên thông lên các trường đại học trong nước cũng như ở nước ngoài. Một điều nữa mà mình thấy những ngôi trường thường gặp phải đó chính là việc những sinh viên năm cuối sẽ không tìm được công việc phù hợp cũng như là nhà tuyển dụng của mình. Tuy nhiên thì tại mỗi cơ sở của BTEC FPT trên toàn quốc thì đều có những anh chị trong phòng quan hệ doanh nghiệp sẽ luôn tìm kiếm và liên kết giữa các công ty và nhà trường. Và cuối cùng, bạn hãy cân nhắc giữa việc những chi phí bạn bỏ ra và những gì bạn nhận được tại BTEC FPT. Nếu như bạn có thể thì hãy học tại BTEC FPT, bởi vì nơi đây sẽ mang lại cho bạn những điều kiện để phát triển bản thân rất nhiều. Trên đây là những quan điểm cũng như là chia sẻ của cá nhân mình về học phí tại BTEC FPT. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Và nếu có thể thì hẹn gặp lại các bạn ở BTEC FPT.